Cộng đồng mạng lại được fan đứng ngồi không yên trước khung cảnh Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh thân mật trên phim trường Rèm Ngọc Châu Sa. Nhiều người cho rằng cả hai đã hòa thuận lại như xưa. Là dự án phim cổ trang cấp S, quy tụ dàn diễn viên đình đám, Rèm Ngọc Châu Sa dù mới trong quá trình quay nhưng đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Mới đây, loạt hình ảnh tình bể tình của cặp nam nữ chính Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh trên phim trường đã khiến netizen dậy sóng. Theo đó, hai diễn viên liên tục có những hành động thân mật như ôm, nhìn nhau tình tứ, giúp nhau phủi sạch bụi trên mặt. Tuy biết đó là làm theo kịch bản, nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng thích thú trước những tương tác hóa học bùng nổ này. Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện mối quan hệ ngoài đời của cặp sao khá tốt khi nhiều lần bị bắt gặp dùng bữa cùng nhau. Trước đó, Lưu Vũ Ninh từng bị người hâm mộ Triệu Lộ Tư phản đối dữ dội khi trở thành nam chính Rèm Ngọc Châu Sa. Đa phần các fan chê bai ngoại hình và sợ anh chàng sẽ cướp đất diễn của thần tượng mình như đã làm với Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn. Sự việc này từng căng thẳng đến mức Lưu Vũ Ninh phải lên livestream giải thích mình chưa từng giật spotlight của ai, chỉ hoàn toàn diễn theo kịch bản, khẩn cầu cư dân mạng để bản thân yên ổn hoàn thành bộ phim. Ngoài ra, nam diễn viên cũng khẳng định mới nhận được hợp đồng diễn xuất cách thời điểm công bố dàn cast chính chỉ 2-3 ngày, hoàn toàn không được tư bản nhắm xuất diễn cho từ trước. Hiện tại, Rèm Ngọc Châu Sa vẫn đang trong quá trình ghi hình tại Hoành Điếm. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của nữ chính Đoan Ngọ từ khi còn là cô gái vô danh đến khi nổi danh, đứng đầu ngành trang sức đá quý. Phim dự kiến dài 38 tập do Youku sản xuất. Trước đó không lâu, khi xuất hiện trên trường quay, Triệu Lộ Tư khiến khán giả phải bàn tán xôn xao với tạo hình cổ trang mới toanh. Tuy vẫn khá xinh đẹp, nhưng nhan sắc của nàng tiểu hoa giờ đây được cho là trở nên khác lạ, không còn tự nhiên như xưa. Tạo hình lần này của Thành Xuyên Không thậm chí còn khiến cư dân mạng liên tưởng đến một mỹ nhân khác, đó là Cúc Tịnh Y. Không ít bài đăng so sánh cô nàng với mỹ nhân 4.000 năm có một, nhất là ở gương mặt có phần baby, vốn giúp tiểu hoa họ Cúc nổi tiếng. Có không ít ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư đang cố gắng trở thành Cúc Tịnh Y thứ hai, vô hình chung khiến nhan sắc của nữ diễn viên biến đổi. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng đã lên tiếng bênh vực nàng tiểu hoa và bày tỏ quan điểm có thể do kiểu tóc nên nhìn cô mới có nét hao hao giống đàn chị. Thời gian gần đây, nhan sắc của Triệu Lộ Tư không ít lần trở thành đề tài bàn luận khi không còn giống như xưa. Một gương mặt đáng yêu, tự nhiên như hồi đóng Vụng Trộm Không Thể Giấu đã không còn nữa, khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Tuy vậy, Rèm Ngọc Châu Sa vẫn được họ trông chờ và dự đoán sẽ thành công. Có thể nói, Vụng Trộm Không Thể Giấu là dự án gặt hái được nhiều thành công nhất cho mỹ nhân họ Triệu lẫn người tình màn ảnh của cô là Trần Chiết Viễn trong năm 2023. Trái ngược với những ý kiến chê bai ban đầu, thời điểm phim thật sự được khởi chiếu lại nhận về vô số lời khen ngợi từ công chúng, thái tử Ikuyi cũng nhờ thế mà danh tiếng thăng hạng thấy rõ. Theo ghi nhận mới nhất, Vụng Trộm Không Thể Giấu còn được Youku, nền tảng chiếu độc quyền của tác phẩm, công nhận dẫn đầu những bộ phim có khả năng chiêu thương, thu hút đầu tư tốt nhất 2023. Dựa trên thống kê trước đó được biết, mỗi một tập phim lên sóng có tới 96 quảng cáo xuất hiện. Ngoài ra, dự án còn liên tục mang về những thành tích, điểm nhiệt độ, thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín trong nước cũng như tại nước ngoài.